Alo, ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh MVP Game. Mình MVP đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bảng ngọc và trang bị cho một vị thức thần gọi là cực kỳ khỏe và nó cực kỳ là khó chịu luôn. Đó là vị thức thần là Yuki Doji, người ta gọi là Tuyết Boy ấy. Thì vị thức thần này thì bây giờ nó vừa được sửa ấy, nó khống chế của nó cực kỳ là kinh khủng luôn. Nó sát thương của nó thuộc loại S, nhanh nhẹn A, khống chế B và sinh tồn thuộc loại B. Nói chung một khi bên thức thần này mà đã bám vào bấu vào thì chỉ có xác định chết thôi. Đấy, cực kỳ nguy hiểm. Thì đầu tiên là mình sẽ nói cho các bạn về cái bảng ngọc của vị thức thần này. Thì khi mình đi rừng ấy, mình dùng hai viên tăng tốc độ chạy để ganh và di chuyển nhanh hơn này. Tiếp theo là hai viên gây sát thương để farm nhanh hơn này. Đấy, tiếp theo là hai viên siêu giáp này. Thì viên đầu tiên là khi chúng ta đi vào bụi cỏ thì gây thêm sát thương phép. Đấy, đòn đánh tiếp theo gây sát thương phép. Tiếp theo là khi đối phương dưới 30% máu sẽ tăng 4% sát thương. Và viên ngọc, viên ngọc ở giữa là đánh theo phần trăm máu nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ lên theo cái này. Có nghĩa cái ngọc kia ấy nó sẽ kết hợp với đánh theo phần trăm máu, là khi chúng ta đánh 4 lần thì đòn đánh tiếp theo chúng ta sẽ gây thêm cả sát thương và thêm cả phần trăm máu của đối phương nữa, nên là rất là tốt, là gây ra thêm, lại còn thêm cả giáp nữa, nên là anh em nên dùng cái bảng ngọc này, vừa có khả năng tạo giáp này, vừa khả năng rất là tốt. Vị thức thần này là vị thức thần sát thương liên tục luôn và hồi máu nữa, nên chúng ta nên là lên sát thương và tốc đánh cho vị thức thần này nếu mà đi rừng nhá. Nên đi rừng thì bây giờ thì sát thủ đúng không? Thế bây giờ đi những cái con vị thức thần ấy mà nó farm rừng nhanh ấy thì rất là tốt, rất là tốt. Chạy này, đợi mình vừa đi ra đường giữa và ganh thì hoa bỉ ngạn mặc dù đã tốc biến rồi nhưng mà bị hiệu ứng cực kỳ là khó chịu luôn, nên là đã phải hy sinh rồi. Đấy, vị thức thần này thì nó khống chế cực kỳ kinh. Nếu mà các bạn biết combo, nó sẽ đóng băng 3 lần, một khi đã đi ganh thì chỉ có xác định chết thôi nhá. Thì nữa mình sẽ phân tích vào chiêu thức của nó sau. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cộng vào chiêu bị động, mắc chiêu bội động đầu tiên nha, nhanh hết sức có thể mắc chiêu bị động. Sau đó thì chiêu sát thương chiêu thứ hai nha, sau đó thì hồi và giải khống chế, và cuối cùng là chiêu cuối nha. Thì đầu tiên nói về chiêu thức một chút nào. Thì nội tại của vị thức thần này là nội tại là đánh xa hơn, là khi mà cứ cách 10 giây thì vị thức thần này nó sẽ có khoảng cách đánh xa hơn, là lao về phía đối phương khoảng cách rất là xa nha. Thì gây cho đối phương sát thương và cộng lên tận 130% công. Có nghĩa là cứ lên nhiều sát thương thì cái chiêu này nó càng khỏe, nên vị con tuyết này đồng tử ấy thì nó cứ lên sát thương thì nó càng nhiều, chiêu thức của nó cộng vào theo sát thương rất là nhiều, nên là chúng ta cố gắng lên sát thương nha. Và khi nội tại mỗi đòn đánh thì nó giảm 0.75 thời gian hồi chiêu đấy nha. Thì càng lên cấp thì nó sẽ càng giảm nhiều hơn, thì là vị thức thần này rất là easy giữa game và cuối game, cực kỳ khỏe luôn. Rồi một pha gọi là gia tạo áp lực đường giữa rồi đấy, ganh vị thức thần này nó áp sát cực kỳ là tốt lên, nên mình cũng thấy là chơi vị thức thần này rất là thích luôn, đi rừng rất là hợp luôn nha. Đi đường tốt thì chúng ta nên là lên theo kiểu như là đồ giáp nhá, nhưng mà đây là mình chơi theo kiểu đi rừng thì phong cách của mình thế, rồi mình kiểu hổ báo này, cướp rừng này, sau đấy lại còn chơi kiểu là đi đánh bọn nó dùng các chiêu thức nữa, nên là chúng ta sẽ lên kiểu sát thương cộng với là tốc đánh. Rồi một pha mình đang đi cướp rừng, có chứ cướp được không đây? Rồi cướp được rồi, nhưng mà thanh niên lúa đấy, mình chạm cho thanh niên lúa rồi, thôi sẽ lùi về thôi, không hàm hố làm gì. Rồi bây giờ ta lấy ép thanh niên là Momo nào, đập trụ đã. Rồi Momo nào, Momo này, ai à, cái con lúa này nó rất là lờn từ nãy giờ, một pha combat cực kỳ là giữa bên mình rồi. Mình sẽ ulti vào con cò này, rồi ulti vào cò, cò chết rồi. Còn thanh niên lúa và hoa bỉ ngạn bây giờ sẽ ngắm lúa trước các bạn ạ, ngắm lúa này, rồi ăn nội tại này, chết rồi. Còn hoa bỉ ngạn nhiều máu quá, chắc là sẽ lùi về thôi các bạn ạ, tốc biến và lùi về thôi. Rồi ba mạng rồi, đi ganh vòng một lúc là có mạng ngay đấy. Lên sát thương nhá, lên sát thương, chứ hồi trước nhiều bạn lên sát thương phép là sai nha, con này không nên là lên sát thương phép, tại vì chiêu thức của nó không cộng vào một chút sát thương phép nào. Đây nội tại của nó nhá. Tiếp theo cái bị động này, bị động cái gọi là khủng khiếp nhất của con này nhá.
thì khi mà nó đánh 4 lần ấy sẽ kích hoạt và làm cho đối phương bị đóng băng, và khi nó chém nổ cái băng đấy thì đối phương sẽ bị mất phần trăm máu cộng với là sát thương nữa. Sát thương thì lại cộng với cộng công rồi nha, cộng 65% công, thì có nghĩa là con này lên càng nhiều sát thương thì nội tại của nó cộng theo phần trăm máu đấy, với lại thêm sát thương của nó càng nhiều đấy, nội tại cực kỳ là ghê, đánh theo phần trăm máu nữa nha. Thì cứ cách 6S thì nó lại sẽ bị đóng băng một lần nhá. Đấy, và đóng băng này thì ngoài không phải nội tại nữa, nó còn có chiêu thức giúp nó đóng băng nữa, đó là cái chiêu thứ hai. Từ từ bây giờ lên đây đánh nhau đã, bây giờ đồng đội với bên mình đã đánh nhau rồi, dùng chiêu cuối vào cò này, cò chết luôn này, một combo đấy các bạn ạ. Chưa dùng cái chiêu một đâu, tiếp theo chiêu hai đâu, chiêu hai của nó là phi đao về phía trước này, đâm rồi chém ngang nhá. Đấy thì chúng ta sẽ đâm kiếm về phía trước tạo một đoạn, sau đó thì đâm phát nữa kiếm ngang, nếu mà chúng kẻ địch thì sẽ làm đối phương đóng băng, kích hoạt nội tại. Khi chúng ta chém cái băng đóng băng đấy, chúng ta sẽ kích hoạt được nội tại. Combo này tốc biến ngay quả đấy, mình áp sát mình cho một combo chết luôn các bạn ạ. Đấy rồi phàm bạch tuộc cũng bị trạng thái đóng băng luôn nhá. Đấy, tiếp theo là khi mà đóng băng thì rất là ghê, kết hợp với tuyết nữ thì cực kỳ là tuyệt luôn các bạn ạ. Thì cái chiêu thứ ba của nó là hóa giải khống chế và hồi 10% máu đã mất. Rồi từ giết Momo này, rồi mình cái chiêu chết rồi, còn hoa bỉ ngạn nữa rồi. Hoa bỉ ngạn có giết được hoa bỉ ngạn không? Một phát nữa quá thường các bạn ạ. Mình vừa hồi cái nội tại phát xong luôn rồi, phàm rất là nhanh, 603 rồi, ép đường này, đi gành cực kỳ là nhiều luôn. Rồi đập cái trụ thôi, đồ thì tiếng mình phân tích sau nhá. Đấy thì chúng ta dùng cái chiêu 3 cho nó hợp lý một chút thì cực kỳ là quả luôn. Anh em cố gắng dùng cái chiêu 3 hợp lý. Rồi đấy thì bây giờ chiêu cuối của nó thì đạp tuyết lao về phía trước chém 3 lần. Thì lần thứ nhất sẽ làm đối phương đóng băng trong vòng 1 giây nha. Sau đòn thứ 2, thứ 3 thì nó không cộng dồn đâu, nhưng mà nó giữ, và đòn đánh thứ 3 nó cộng cực kỳ nhiều sát thương vật lý, cộng tận 175 thêm phần công vật lý, có nghĩa là các bạn càng lên nhiều sát thương vật lý thì chiêu cuối của nó ném càng đau, bổ càng đau nhá. Rồi mình sẽ dừng ở đây xem có thanh niên nào đi qua không. Lúa trận này cũng hổ báo lắm, kiểu ra đây ta có cái chiêu tốc độ chạy tuyết boy thì chúng ta sẽ cố gắng là kiểm soát bản đồ. Tại sao mình lại lên sát thương đây này? Tại vì phong cách của mình là nó kiểu như là hổ báo một lúc này lên sát thủ ấy đấy, chứ lên tuyết boy mà lên tanh thì một combo mệt lắm, nên là mình sẽ lên kiểu này một combo cho nó sướng, chém cho nó phê các bạn ạ. Rồi bắt đầu cho đây bắt hoa bỉ ngạn các bạn ạ, bắt hoa bỉ ngạn là đúng rồi. Rồi đấy, bắt lẻ này đấy, này rồi bây giờ chiêu cuối không chạy được các bạn ạ. Lùi về từ nó ra đây rồi, sao chạy được, một khi đã bắt AD mình áp thì chạy được. Đừng bắt mấy cái thanh niên mà nó tanh thì nếu mà chơi keo thiểu sát thủ thì đánh tanh thì không đánh được tanh đâu. Nên là các bạn chú ý, nếu mà lên theo cái đồ này thì chúng ta sẽ hạn chế mà đánh tanh, mà đánh những cái con mà yếu ít máu, một combo một mạng thôi nha. Thì đồ đầu tiên là đi rừng thì chúng ta lên đồ theo sát thương, rồi tiếp theo là tùy chúng ta, mình lên cái giày kia để đánh nhau với cỏ cho nó sướng, cỏ bên kia là cỏ đi rừng không hoạch điểu mà. Tiếp theo là cái lôi chấn điện nhá. Tại sao mình lên cái này? Để mình lên cái này để farm nhanh hơn này, nó có vừa có tốc độ đánh vừa có sát thương nhá, đẩy lính nhanh hơn đấy. Tiếp theo là cái kiếm vàng chí mạng rồi đấy, kiếm trong kiếm thử tự đánh thanh niên tử này, đóng băng hai lần các bạn thấy không chạy được rồi đấy. Lôi chấn nhá, thì nhiều bạn có thể lên cái kiếm vàng giảm thời gian hồi chiêu, mình thích kiểu này cơ đấy. Hiệu quả hay không thì các bạn nhìn thấy biết, farm lính ép đường cực kỳ nhanh luôn, mình farm nhanh thì mình mới đi ganh được, đi rừng mà farm chậm á, đố ông nào ganh được đấy, mình nói thật luôn, thề luôn. Rồi đây là lúa này đứng lên mà farm này, dùng chiêu cuối này, rồi đóng băng phát nữa này, tốc biến này đấy các bạn thấy không, chạy theo được, ăn combo no đòn ngay đấy. Thì cái kiếm kia, kiếm vàng thì chí mạng bổ cho nó sướng, cho nó phê tội gì. Đây là phong cách kiểu sát thương nha, kiểu sát thủ ấy. Tiếp theo là cái song kiếm màu xanh, thì khi chúng ta đánh vào đối phương thì đối phương sẽ bị làm chậm này,
và sẽ giảm sát thương vào mình nữa, rồi mình lại gank thì gank rất là nhanh luôn. Thì combo gank kiểu như thế nào thì rồi gank combo thì chúng ta sẽ dùng chiêu 2, chúng ta lướt về phía trước, sau đó có cái nội tại thì chúng ta sẽ lao vào đánh đối phương. Đấy, khi đó thì sẽ chúng ta sẽ kích hoạt được cái gần cái bị động, rồi chúng ta sẽ đánh thêm mấy cái nữa, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái chiêu quét kiếm nữa. Quét kiếm thì đối phương sẽ bị kích hoạt cái bị động, thì chúng ta sẽ đánh theo phần trăm máu đối phương, sau đó thì đánh thêm một hai cái nữa thì lại nổ thêm bị động nữa, là chém đóng băng 2 lần, sau đó thì dùng chiêu cuối nha, dùng chiêu cuối đấy, thì lúc ấy thì chắc chắn đối phương sẽ máu hết hối rồi. Thì mình nói lại combo là chúng ta đầu tiên là chúng ta dùng chiêu 2 lướt về phía trước này, sau đó dùng ấn và đánh đối phương thì nội tại nó sẽ áp sát này, sau đó thì chém kiếm ngang, nếu đối phương tốc biến thì tốc biến theo đấy, sau đó thì nổ hai cái nội tại thì chúng ta dùng chiêu cuối, thế là 3 lần đóng băng thì là đối phương sẽ chết thôi. Tử này đấy, ép đường này, ép đường không làm gì được luôn. Ra đây phàm cái trụ đường nó nhanh. Cô hoạch điệu nào, các bạn đừng hồ báo quá, đừng hồ báo như mình quá, như lúc ấy thì mình có cái chiêu hóa giải nên mình đi về thôi. Tử bây giờ nó vượt chiêu cuối này, trâu đấy. Đấy thì mình khuyên các bạn, nếu mà chơi cái này thì mình tính toán sát thương, nếu mà không thấy thắng ấy thì mình lên lùi lại tìm cơ hội, tại vì cái kiểu thiểu sát thủ này mà, nên là nó sẽ ít máu hơn một chút. Nào ra đây thanh niên tử cả tốc biến lên quét kiếm đấy, ăn một cái nội tại nữa chết luôn các bạn ạ. 11-04 rồi, lên theo kiểu này thì nó kiểu phong cách kiểu như là khống chế farm dừng nhanh, sau đó mình đi gank. Rồi farm dừng cực kỳ nhanh luôn, nội tại nó vừa có phần trăm máu lại vừa cộng thêm công nữa đấy, nên là không phí đâu. Đấy thì mình lên kiểu sát thủ nên là mình chỉ dình AD mới áp thôi, mà nó lại đánh theo phần trăm máu ấy, nên là mình không lên theo chuyên giáp. Mở tí nữa nếu mà cuối game thì mình có thể bán giày mình lên sau nha. Rồi liếm được mạng nào đâu, mô ui dồi, không được đâm vào kia rồi. Rồi quá áp đảo đi cảnh, quá sướng luôn. Nhưng video của mình đến đây là kết thúc nhá, xin chào. Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.